trình mình lên núi xuống núi để cắt cây nha các bạn. Đây ạ. Rồi. Rồi. Mình xuống dốc nha các bạn. Quá trời dốc rồi. Điểm cà phê nha, vô cà phê thôi, mình đi cưa nha quý vị. Dần tẩy dưới đây nó xả bớt nha bạn. Ông Tám tiếp tục, ông Tám dưới đây ông mé dài xuống nha. Dựa vô cái nhà mồ luôn rồi. Nó nghiêng ở ngoài này các bạn. Giờ mời các bạn tiếp tục xem cái phần 2 của cái cây me này các bạn. Cái gốc của nó này. Gốc của nó hồi nãy chú Tám đo là hoành 260 các bạn. Chú Tám không còn ở trên đó nha. Anh Kiệm thì anh xuống rồi nha, anh xuống anh tiếp cho anh Bảy dưới này nha. Tại quá trời tàn đó anh. Mình anh Bảy dưới đây anh xả không kịp nha. Quay không kẹp, quay kẹp là thấy dấu rồi. Quá trời luôn. Chỉ có hai cái tược thôi, một đống gì nữa. Cái me này chắc nó bằng gấp khoảng 5-7 lần mấy cái me thường. Me này quá trời khủng khiếp rồi. Cái me này ở trên núi sập nha bạn. Tại nãy cái dốc nó dữ dằn dốc lắm, mình quay lên không có được. Mình để quên cái Google ở nhà đó, cho nên mình quay lên không được. Oh.
Kèm xuống như này luôn nha bạn, kèm xuống như này đến tiếp và lấy chỉ ở đây còn có chú Tám à, dành bảy tiếp tế nước lên cho chú Tám luôn nha bạn. Yeah.
mốt luôn các bạn. Tám lần nhắn bên này luôn mà để đi qua bên nhà hồ. Quá trời bịch luôn mà. Chém nó hơn. Giờ mình qua bên chùa mình quay lên chú Tám nha. Trong đây khuôn viên chùa, đây khuôn viên chùa nha, nặng qua tới đây luôn. Quá trời biển đen luôn nha. Bảo vệ cây này cũng rất là khó các bạn. Viên vàng với viên đen rồi nó cắn lắm. Bởi vì có lúc mình giải mà mình lắc đó, lại cho em thông cảm nha.
chú bám qua ông xử cái nhánh lớn luôn mà ông cắt khúc. Chú Tám tiếp tục xả đi xuống luôn. Dạ,
Chúng vừa tới nhưng mà mày đèn tới quá trời à. Số 8 con dành dài xuống nha mà. Rồi. Số 8 xuống nghỉ mệt luôn rồi. Xuống nghỉ mệt chút rồi lên tiếp nha. Cái này gọn bớt còn gì nữa mà. Rồi. Mình xin kết thúc cái clip tại đây nha. Hẹn các bạn lên clip tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn nha. Quá trời luôn. Còn nhiều lắm nha các bạn.